áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với môn tiếng Việt lớp 3 bộ sách Chân trời sáng tạo. Mời các em đến với phần sách học sinh tiếng Việt 3 tập 1, bài 1, chiếc nhãn vở đặc biệt. Chiếc nhãn vở đặc biệt. 1. Sáng chủ nhật, chị Hai lật tờ lịch, nói như reo: một tuần nữa là đến năm học mới rồi. Tôi cũng thấy háo hức, một tuần nữa thôi, tôi sẽ được gặp lại các bạn. Mấy tháng hè ở nhà, tôi nhớ những người bạn thân thương quá đi thôi. 2. Từ tuần trước, ba mẹ đã đưa chị em tôi đi mua sách vở. Tôi mở một quyển sách, mùi giấy mới thơm dịu khiến tôi thêm náo nức, mong đến ngày tựu trường. 3. Chị Hai rủ tôi cùng bọc sách vở, ngắm nhìn quyển vở mặc áo mới, dán chiếc nhạt xinh như một đám mây nhỏ. Tôi thích quá, liền nói: năm nay chị để em tự viết nhàn vở nhé. Chị Hai cười đồng ý ngay. Tôi hơi run khi cầm bút, nhưng rồi tên trường, tên lớp, tên môn học cũng theo tay tôi mềm mại hiện lên. 4. Chị Hai nhìn chiếc nhàn vở, mỉm cười: em viết đẹp hơn chị rồi. Biết chị trêu nhưng tôi vẫn thấy vui. Lần đầu tiên tôi viết nhàn vở kia mà. Giá được đến lớp ngay, hôm nay nghĩ tôi sẽ khoe với các bạn chiếc nhàn vở đặc biệt này. Nhàn vở tự tay tôi viết. Tác giả Nguyễn Thị Kim Hòa. Như vậy cô vừa kết thúc bài 1, chiếc nhàn vở. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.